Trung xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay có thêm mấy cái món hàng về này. Trung lên demo, hôm nay test hết nổi rồi. Trời cũng chuẩn bị sắp mưa tới nên Trung phủ bạc chờ đấy thôi. Giới thiệu với anh em trước những cái món mới về, nó cũng cảm thấy hay hay, Trung cảm thấy hay nên đăng lên anh em tham khảo nhé. Trong cái đống này thì những cái món, nó có 5 cái món mới. Đây nè, đây một cái đôi chân chạy thủy lực này. Chân chạy thủy lực của xe cắt cỏ nha nè. Mấy cái con Baronet đây. Cái con đây là cái cặp mà ở cầu cứng phía sau này thì nó có thắng luôn nha, cái dàn phanh dàn thắng đầy đủ, thắng dây bình thường này, thắng cơ, thắng kéo dây đấy. Đây. Để tem nhãn gì thì không biết nữa. Motor dạng cái mã MS ha. MS MR gì chung không rõ nó, để xem hàng bắt cơ này. ME nhé nè. ME1215 này. Đấy, hàng của Parker nha, của Mỹ nha. Made in USA này. Đấy, đây là một cặp, tổng cộng có 4 con chân chạy nha. Con này thì hai cầu đủ nên con xe cắt cỏ này cắt tháo ra, Trung cũng đặt cũng thời gian cũng mấy hôm trước rồi, tháo ra xong thì mang về đăng lên thôi. Còn test thì vấn đề test thì Trung hẹn anh em lại 1-2 hôm nha, để test xong hết những cái đống đồ này rồi Trung mới test đến nó. Hoặc anh em có nhu cầu thì anh em cứ để lại bình luận phía dưới, cần test con nào thì Trung test con đấy thôi. Đấy, đấy là hai cái chân sau của cầu cứng nha. Ngoài trước thì có cái cầu lái này, cầu lái có cái cốc ác đứng này, giống như cái kiểu A3G đấy, thì nó vẫn y hệt cùng một loại motor nhé nè, cùng một loại motor, nhưng mà nó tích hợp ở ngoài trước, nó lại không có thắng cơ nhưng mà nó lại tích hợp khối cân bằng balance van đây này. Đây là tích hợp, đây nó có cái cốc đứng này, motor học biết nhé. Ngoài cầu trước thì nó còn dính được hai cái ống. Đây là bốn cái chân để bắt bánh. Ngoài trước cầu trước thì nó đi có 4 ốc thôi, ngoài sau đi 5 ốc nhé. Đây 5 ốc này. Rồi cái bơm tổng của nó lắp máy này, bơm tổng lắp trên động cơ này, thì cái bơm tổng này có cái mã luôn nhé nè, có cái mã luôn này, BBBKC 022 nhé. Đấy mã số của nó đấy. On gear made in USA đầy đủ nhé, bơm thuận nhé, có chịu để chịu rotation hướng thuận chiều kim đồng hồ này. Nhìn từ mặt trước nhé, nhìn từ mặt trước ra sao, bơm thuận nó chạy lắp đuôi động cơ nhé. Bơm này là bơm Trung thường gọi nó là bơm VR nhé, có nghĩa là có cái cần chỉnh trên đây nè, nghiêng độ nghiêng mặt nhà này, chạy máy thì cứ nổ, bơm thì cứ chạy, mà tiến hoặc là lùi hoặc là dừng thì do cái cần điều khiển này nhé, là nó thay đổi độ nghiêng mặt nhà, là nó bơm qua ngõ A, ngõ B, ngõ A ngược lại. Ngoài cái bơm tổng đây thì nó còn có một cái bơm phía sau nữa, cát sa ba này. Đây hàng này hàng bãi hết nhé, cái lô này hàng bãi chưa vệ sinh, đây nó đang dơ rất là dơ luôn, Trung phải vệ sinh lại thật là nhiều mới có thể test kiểm tra được. Nhưng mà Trung quy thì cái con này là con hàng bãi, con xe cũng khá là đẹp luôn. Cắt mỗi người một món, có anh em khác thì lấy máy thì Trung thì chỉ lấy cái dàn chân và bơm thôi. Đây có cái mã cái bơm luôn, đây, bơm đây là bơm răng bình thường để cho nâng hạ cái dàn cắt đấy nè, nâng hạ các thứ đấy, bơm liền khối như vậy, bao gồm một cái bơm VR 22C, 22cc trên vòng. Con này chắc nó chạy động cơ tầm hai mấy ngựa. Rồi, và bốn cái chân chạy nhé, bốn cái chân chạy như vừa mô tả nhé. Ngoài trước thì bốn lõm ốc, bốn tắc kê, ngoài sau thì năm tắc kê nhé. Sau năm tắc kê có thắng, cốt cũng khá là lớn, trên 30 ly luôn ấy. Đây một găng tay 20 thì nó chỉ từ sau tới đây, nó dài tổng chắc tầm khoảng 26, 27 gì đấy, 27 đấy. Hàng của bác cơ nhé, bốn con giống hệt nhau. Đây, cái con ngoài trước thì nó tích hợp khối cân bằng, nó lại là không lắp thắng cơ mà lắp cân bằng. Còn ngoài sau thì không lắp cân bằng thì lại lắp thắng cơ. Đấy, bơm thì là bơm mã VR nhé. Đấy, có 5 cái món mới vừa về, anh em xem có quan tâm đến cái con nào thì anh em alo, cứ alo nhé, hoặc anh em ở gần thì sắp xếp đến xem thử nhé. Mấy hôm nay thì lung tung đồ lắm, đang vệ sinh rồi bỏ lên kệ các kiểu. Con nào test ok thì lên kệ, con nào chưa ok thì để bên ngoài, chưa test để bên ngoài. Những cái món đồ chế thì Trung đợt này Trung về cái hệ thủy lực tương đối có được kha khá cái mặt hàng, những cái chủng loại nó cũng tương đối lạ. Anh em hệ chế cháo có quan tâm, anh em cứ sắp xếp đến theo xem thử và xem thử nghiên cứu thử nhé. Nhưng mà Trung kết thúc video, Trung cảm ơn em đã xem video.